Chào quý vị, chào các bạn. Hôm nay tôi lại đưa quý vị và các bạn đi sang bên kia sông. Cùng tôi đạp xe đến những miền đất tươi đẹp. Đây là con đò giữa xã Phượng Kỳ và xã Minh Đức. Và cạnh xã Minh Đức là thuộc Ninh Giang, Hải Dương. Mời các bạn vào thăm một ngôi nhà thờ. Đây là nhà thờ của dòng họ Trịnh ở xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang. Ngôi nhà thờ họ này rất đẹp, rất rộng và đẹp. Từ cổng đi vào đây, đây có lẽ là một cái nhà khách đón khách đến thì ở đây. Nghe nói nhà thờ họ này là của một cái doanh nhân cũng khá thành đạt ở trên quê hương Nghĩa An này. Anh ấy tên là Trịnh Trung Úy, một doanh nhân thành đạt từ mảnh đất Quảng Ninh. Đây là cái ngôi điện chính. Phía trước có nhiều cây xanh đẹp. Đằng trước đặt một cái lư hương lớn. Bên trên này có chữ Trịnh tộc Từ Đường. Đây là một cái ngôi điện nữa mà cụ Từ cho chúng tôi biết là đây là ngôi điện thờ riêng của cụ Trịnh Tùng, là một trong những người dòng dõi của chúa Trịnh. Đây phía ngoài này là có một cái hồ rất lớn. Hình vuông, hình chữ nhật. Ở giữa hồ thì có nổi lên một cái đài sen. Nhìn xa xa thì có lẽ đây là cái nơi mà để thờ Bồ Tát. Chúng ta đi ra ngoài giữa hồ để xem. Xem cái tòa sen ở giữa hồ. Đây là một cái đường lan, một cái đường hành lang như một cây cầu rích rắc trông rất đẹp. Ở bên trên là có lan can toàn bằng đá thôi. Ở trên là có những cái búp sen biểu tượng của nhà Phật. Nhìn từ phía bên này sang bên những cái ngôi điện bên kia cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, phong cảnh nhìn từ phía đài sen vào trong khu điện thờ đẹp lắm. Đấy, đi một vòng xung quanh đài sen. Rồi chúng ta lại đi một vòng sang bên kia, xem nhìn sang bên này phong cảnh nó như thế nào.
Đây là những cái đây là cái vườn cây, có cả cây cảnh và cây ăn trái. Thể nói là xây được một cái khu nhà thờ của dòng họ như thế này là hết sức bài bản, thiết kế kiến trúc đẹp, và anh ấy cũng là một trong những cái doanh nhân, là một cái người có tài đấy, rất tài. Nghe nói anh ấy cũng còn trẻ thôi, sinh năm khoảng 70 71 gì đó. Anh ấy còn trẻ mà đã thành đạt như thế này là cũng là người rất giỏi của quê hương mình đấy. Tôi nghe nói là anh ấy cũng rất có tâm, là về quê là anh ấy thường xuyên là biếu các cụ già đấy, về quà quà là thường xuyên ấy, rất là quan tâm đến các cụ ở thôn và ở quê, và anh cũng hay đóng góp xây dựng quê hương, nhiều những cái công trình lớn đều có bàn tay của anh ấy là Trịnh Trung Úy. Đây là một cái vườn hồng, một cái vườn hồng ở bên cạnh hồ. Nhưng mà phía bên trái này, phía bên trái này hình như là có cái vườn gọi là vườn cực lạc. Đi vào đây thấy tiếng chim và tiếng ong rất nhiều. Đấy, chúng ta đã đi hết một vòng hồ. Đây là đi vào cái vườn cực lạc của dòng họ. Các cụ mà yên nghỉ ở đây thì cũng cảm thấy là mãn nguyện, trông như một công viên. Rất hài hòa. Vậy thôi. Xin tạm biệt quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại lần sau.